Đó là có một hiện tượng gọi là hiện tượng đường hóa mọi người nhé. Đường là đường gluco, đường cát ấy, chứ không phải là đường bê tông. Đấy. Ngày hôm nay chủ đề đó là 5 cái thói quen giúp cho mọi người mỗi ngày càng đẹp hơn, càng trẻ ra hơn và ít bị lão hóa nhất có thể. Ngày hôm nay thì Trường đi vào cái chủ đề này nó không chỉ là liên quan tới chăm sóc da về thẩm mỹ không, mà mình tổng hợp các cái thói quen để cho làm cho làn da của chúng ta đẹp, cơ thể của chúng ta đẹp và ít bị lão hóa nhất có thể, chứ không phải chỉ chăm chăm vào làn da mặt không thôi. Cái thói quen để mọi người có thể là đau lão hóa và ngày càng trẻ ra thì nó có 5 cái thói quen mà Trường tổng hợp buổi ngày hôm nay. Cái thói quen thứ nhất thì tất nhiên là để cho mọi người thấy mình trẻ thì ít nhất khuôn mặt cũng phải là luôn luôn tươi trẻ rồi. Rồi bây giờ nếu mà muốn mình trẻ mà thấy cái da nó nhăn nheo, da nó chảy xệ hay là nếp nhăn nó nhiều, hay là những cái cục mỡ thừa nó tràn xuống, nó gai ra những cái chỗ mà bị chảy xệ thì như vậy nhìn nó rất là xấu. Thì mọi người sẽ đầu tiên phải tập cái thói quen đó là cố gắng chăm sóc da cơ bản mỗi ngày. Trường nhấn mạnh cái từ cơ bản thôi. Mọi người không cần thiết phải là sử dụng những cái phương pháp cao cấp hay là những phương pháp chuyên sâu hay là những cái cách gì quá gọi là chuyên nghiệp á, thì cũng hơi khó. Mọi người ở đây thì đa số đó là những người cũng khoảng là trên 40 tuổi, có người đã biết chăm sóc da, cũng có người là chưa. Nhưng mà cái thói quen để chúng ta có được cái sự trẻ trung mỗi ngày á là mọi người chăm sóc da cơ bản thôi. Thì cơ bản đó là như thế nào? Đó là mọi người sẽ thực hiện đủ các cái bước cơ bản như là chúng ta sẽ rửa mặt, cấp ẩm cho da và chống nắng. Và cái bước quan trọng nhất để cho cái làn da của chúng ta chậm lão hóa đó là chúng ta bôi chống nắng. Một người mà bôi chống nắng liên tục 10 năm so với một người 10 năm liên tục không bôi chống nắng thì hai cái làn da nó thay đổi hoàn toàn. Bôi chống nắng nó không giúp cho chúng ta trẻ hóa ngày 1, ngày 2, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần hay là 1 tháng, 2 tháng hay là 1 năm thì cũng chưa có thấy rõ ràng đâu. Nhưng mà với cái khoảng thời gian đủ dài, ví dụ như 3 năm, 5 năm, 10 năm thì cái chăm chống nắng nó phát huy tác dụng rõ ràng trên da mặt để so sánh với người mà không bôi. Đấy, thì mọi người nên nhớ là phải bôi chống nắng. Cái bước cơ bản thứ hai của quá trình chăm sóc da đều đặn mỗi ngày á là mọi người phải có một cái thói quen là bôi giữ ẩm cho da. Mọi người có để ý là cái cây mà chúng ta tưới nước nhiều thì nó tốt hơn so với cái cây mà chúng ta để nó khô. Nó khô thì nó cằn cỗi, thì cằn cỗi là cái sự già nua đúng không mọi người? Có thể những cái phần nào đó nó xa, cái gốc quá nó khô luôn khi mà nó thiếu nước. Làn da nó cũng như vậy, nó rất là nhiều nước và nó rất là cần nước. Và làn da của chúng ta càng ngày càng lớn lên thì cái lượng nước nó càng giảm đi. Nhất là khi mà có cái hiện tượng gọi là mất nước qua thượng bì. Hai nữa đó là ở bên trong da nó thiếu đi những cái chất giữ ẩm. Thì khi đó là cái làn da nó dễ bị nhão ra lắm, nó dễ bị khô và nó dễ bị hư hỏng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cấp ẩm cho cái làn da để cho nó khỏe trở lại. Thì đó là cái bước chăm sóc da cơ bản bao gồm đó là giữ ẩm và chống nắng. Đấy. Thì cái này thì Trường lướt qua thôi, bởi vì đây là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ năm mới là hay, còn ý thứ nhất này Trường lướt qua. Đây là cái ý mà gọi là về da, là cái ngoài bề mặt. Thì ngoài bề mặt Trường nói một ý thôi, còn lại là bốn cái ý còn lại là chủ yếu là ở bên trong cơ thể của chúng ta. Đấy. Cái ý thứ hai nói về cách để chúng ta có thể làm ngày càng trẻ đẹp hơn thì đó là chúng ta bổ sung thêm những cái loại dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt đó là những cái dinh dưỡng liên quan tới cái chất béo. Thì khi trong chế độ ăn chúng ta cần phải bổ sung cái mỡ cho hợp lý cho cơ thể của chúng ta. Tất nhiên là tất cả các loại mỡ đều tốt cả, kể cả là chất béo từ động vật hay là chất béo từ thực vật. Ví dụ như trong dầu ăn, trong dầu ô liu, trong dầu ốc chó hay là trong dầu hạnh nhân chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta phải cân bằng. Nhất là ngày hôm qua như Trường nói, đối với cô chú anh chị mà trên 40 tuổi á, thì bắt đầu là chúng ta phải có một cái chế độ ăn hợp lý, là giảm những cái chất béo bão hòa và tăng những cái chất béo không bão hòa. Thì chúng ta nên bổ sung những cái loại chất béo tốt cho cơ thể, đặc biệt đó là chất béo không bão hòa. Ví dụ như chúng ta ăn nhiều cái chất béo từ cá, từ cái động vật dưỡng thể ở dưới nước. Mỗi tuần á, nếu mà mọi người ăn được 2 bữa cá, mỗi bữa khoảng là 200 gram cá, 2 lạng cá, thì khi đó là nó đủ cái lượng omega 3 cho mọi người, để cho cái cơ thể của chúng ta nó trẻ trung hơn. Cái thói quen thứ ba đó là mọi người nên chọn cái biện pháp ăn uống làm sao tốt cho gan. Tốt cho gan là như thế nào? Mọi người hay nghe nói về uống giải độc gan, hay là uống detox, hay là uống cái thuốc nam, thuốc bắc gì đó để bổ gan.
Nhưng mà thực sự đó là cái gan của chúng ta là một cái cơ quan có cái khả năng gọi là giải độc cho cơ thể của chúng ta. Tất cả những cái thuốc này, thức ăn này vào trong cơ thể mà nó có những cái chất gây độc cho cơ thể thì cái gan của chúng ta chịu trách nhiệm đó là chuyển hóa cái chất đó thành chất ít độc hơn, hoặc là chất không độc, hoặc là chất có thể đào thải nhanh ra khỏi cơ thể được bằng cách ví dụ như nó tới thận để nó đào thải cái chất đó đi. Thì tất cả những cái chất gì vào trong cơ thể cái gan nó đều lọc hết á, nó lọc. Và cái gan chính là cái cơ quan gọi là thải độc cho cơ thể. Thì có một vài quan niệm đó là thải độc gan, giải độc gan. Nhưng mà chúng ta chỉ cần không đầu độc cái gan thêm á là chúng ta đang giúp đỡ cái gan của chúng ta rồi. Đấy, thị trường mới nói là có những cái loại thức ăn, thức uống để giúp cho cái gan nó khỏe hơn và tránh những cái thức ăn, thức uống gây hại gan. Thì cái mà rượu bia là Trường thấy là nó hại gan rất là nhiều. Nên là cố gắng đó là đừng phá hủy thêm cái gan, hãy cố gắng làm cho cái gan của chúng ta khỏe hơn bằng cách ăn thêm cái gì để khỏe nữa. Ăn thêm trái cây này, rau củ quả nhiều màu sắc, tất cả những cái màu sắc nhiều như vậy nó là những cái chất chống oxy hóa cho cơ thể của chúng ta. Mà chống oxy hóa thì nó cũng rất là tốt cho cái gan của chúng ta, nó đỡ bị đầu độc cái gan hơn. Thì đó là cái thức ăn để giúp cho chúng ta trẻ hơn mỗi ngày. Cái thứ tư để mọi người trẻ hơn mỗi ngày đó là một cái chế độ sinh hoạt và hoạt động, vận động hợp lý. Đấy, mọi người nhớ đó là phải vận động hợp lý. Đấy, mọi người đừng ngồi chỗ. Ví dụ như Trường nãy giờ là ngồi chỗ 30 phút rồi. Đấy, cứ khoảng là 30 tới 45 phút đứng dậy vận động để cơ thể của chúng ta nó lưu thông khí huyết, nói theo đông y là như vậy. Còn nói theo tây y đó là để cơ thể chúng ta nó hoạt động, cái cơ của chúng ta nó hoạt động và cơ thể của chúng ta thay đổi tư thế, nó không có bị đau những cái vùng do tư thế. Thì mọi người có một chế độ sinh hoạt hợp lý, không ngồi một chỗ lâu, không nằm một chỗ lâu, không thực hiện cái lối sống tĩnh hoặc còn gọi là lối sống tĩnh tại, mọi người hoạt động nhiều hơn sẽ trẻ hóa hơn. Cái thứ năm nó giúp cho mọi người nhìn trẻ hơn mà cơ thể mọi người cũng trẻ hơn, đó là mọi người kiêng ăn đường. Đường là đường gì? Đường mà chúng ta ép ra từ mía này, đường tinh luyện này, đường thốt nốt này, đường đen, đường vàng, đường trắng, đường từ mật ong, đường từ siro ngô. Thì mọi người ăn hạn chế cái đường, bởi vì sao? Cái đường khi ăn vào cơ thể của chúng ta một lượng lớn á, thì nó có một cái hiện tượng gọi là glycation, là một cái hiện tượng gọi là đường hóa. Đường hóa có nghĩa là gì? Khi cái chất chuyển hóa cuối cùng của đường nó kết hợp với protein á, nó làm đứt gãy protein, nhất là ở da có cái hai chuỗi protein mà cực kỳ quan trọng, đó là collagen và elastin. Khi cái đường của chúng ta nó thừa nhiều đi tới da và nó gây ra hiện tượng glycation hóa, thì nó gọi là đường hóa cái chuỗi collagen đó. Chuỗi collagen đó có thể nó dài như thế này, có một cái phân tử đường tới nó lắp vào đây và nó làm chuỗi collagen nó không còn mềm dẻo nữa, dễ đứt gãy hơn, nó giãn ra bị bẻ gãy dễ dàng, thì khi đó cái da của chúng ta nhanh lão hóa hơn. Đó là có một hiện tượng gọi là hiện tượng đường hóa mọi người nhé. Đường là đường gluco, đường cát ấy, chứ không phải là đường bê tông. Thì mọi người thay vì ăn đường thì mọi người sẽ ăn để cho đủ cái thành phần dinh dưỡng mỗi ngày, thì chúng ta sẽ ăn như thế nào? Thì cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta là 50-60% cái lượng calo cung cấp trong chế độ dinh dưỡng thì phải đến từ carbohydrate. Carbohydrate thì bản chất của nó là đường ấy. Nhưng mà carbohydrate mà chúng ta muốn ăn tốt cho cơ thể thì chúng ta ăn dạng cái đường mà gọi là đường chuỗi dài. Ví dụ như là trong tinh bột, trong củ khoai lang, khoai tây, hoặc là chúng ta có thể ăn gạo lứt thì nó đỡ hơn. Chứ còn hạn chế ăn đường thôi. Bây giờ hạn chế thì chúng ta lâu lâu có những cái trái cây ngọt thì chúng ta ăn, những rau củ mà nó có ngọt thì chúng ta ăn. Còn lại cái lượng đường mà chúng ta nêm nếm thì có thể dừng luôn á mọi người. Hay là chúng ta không uống trà sữa, không uống cà phê sữa, không uống những cái loại chất đường nhiều thì chúng ta có thể dừng luôn. Nếu mà muốn nêm nếm ngon một món ăn có thể thêm một muỗng đường nhỏ, nhưng mà chúng ta không cần thiết phải dùng đường nhiều ở trong món ăn. Đấy, nên là chúng ta giảm gần như tuyệt đối cái lượng đường cát á, là ok.